Xin chào anh em, trên tay tôi đang là một cái nhẫn kim cương dành cho doanh nhân kích thước nhỏ. Ôi chào, nhẫn này dành cho anh Bá, anh làm trong lĩnh vực ngân hàng. Tôi sử dụng nhẫn một cái viên ruby và 6 viên kim cương. Ở đây chúng ta dùng hàng 2 ly, đây nhẫn đây. Và cái mặt dây này thì là mặt dây của anh Bùi Hoài Thanh, anh ấy tặng cho anh Bá nhân dịp năm ngoái, tôi cũng kiểm định rồi. Và sau đó thì anh Bá đã chuyển ra Hà Nội và tôi đã mài lại một cái nhẫn khá là nhỏ gọn cho anh ấy. Và tổng chi phí sản xuất kim cương và cái vỏ nhẫn này là 17.740.000, không bao gồm đá chủ nhá. Đá chủ này là quà tặng của anh Thanh. Ok, chúng ta sẽ xem xét sản phẩm này xem có gì đặc biệt nhé. Tôi nghĩ là anh chị sẽ xem sản phẩm này nó rất là quen thuộc thôi, tại vì có rất nhiều sản phẩm khác dạng như này đã được sản xuất rồi. Chúng ta cùng theo dõi video. Đây là sản phẩm của chúng ta, kim cương. Chúng ta có 6 viên 2 ly và một cái nhẫn tương đối là gọn gàng. Ở đây sử dụng vàng Tahi 18K750. Đây tôi đeo thử cái nhẫn này nhá. Nhẫn quảnh bá, ui nhẫn anh hơi, số tay hơi nhỏ. Đây đeo lên như này, rất là gọn gàng, thì tôi đeo thử nhá, kệ cứ đeo vào nhá. Tí tháo, ui chật, hơi chật, thôi rồi. Ok, tay tôi thì đeo nó hơi chật nên là khi chúng ta đeo ấy thì cái thịt này nó sẽ cảm giác nó sẽ bị lún vào, thì chúng ta nhìn sẽ không có đẹp. Chúng ta tốt nhất cho khi đeo ấy, chúng ta phải đeo làm sao để cho nó gọn gàng và nó phải không như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Và bên cạnh cái mẫu của anh Bá thì đây là cái mẫu nhẫn tương tự. À không. Vâng, thoải mái em, bây giờ em gửi luôn cho anh để cho kịp chuyến cửa hàng nhé. Thì vấn đề tiền là em báo được khá để thoải mái. Thì sao cũng được anh ạ. Vâng, thì cho em địa chỉ để gửi luôn. Vâng nhá, cho anh em địa chỉ gửi luôn. Anh ở Sài Gòn đúng không ạ? Đây nha. Đây là sản phẩm của anh Bá cùng với hai cái mẫu sản phẩm đã sản xuất. Thì nó sẽ có nhiều cái tiêu chí anh sử dụng để anh lựa chọn nhé. Và chúng ta có những cái sản phẩm như thế này. Và anh chị thấy nó gọn gàng không? À, cái phong cách làm thế này thì nó giống như với hàng facet thì anh chị nhìn nó sẽ lạ hơn nhé. Đây hàng facet nhìn lạ hơn, nhưng với hàng Comasong thì sẽ tựa như những nhẫn ngọc ngày xưa của quan lại. Người ta sẽ dùng một cái nhẫn ngọc xanh như thế này và người ta đeo. Nó gọn gàng thôi, nhưng ngày xưa thì không có kim cương. Và người ta làm gọi là nhẫn yên ngựa ấy, ngày xưa là cái phong cách như thế. Còn đây là những cái sản phẩm bằng ruby và kim cương, sử dụng đá sapphire, những cái sản phẩm khác của Tahigen. Đấy, anh chị có thể xem thêm. Thì với những cái sản phẩm như này thì cái lượng vàng chúng ta sử dụng là 2 chỉ rưỡi vàng thôi, cũng tương đối là ít. Và tôi sẽ không dùng lót lòng trong sản phẩm này. Thì anh bá anh ấy gửi ra cho tôi thời gian rất khá là gấp và viên đá khá là to. Thì anh chị có thể xem thêm trên website với cái mã là 5528 của anh Bá nhé. Để anh chị xem thêm cái viên đá trước khi sản xuất. Viên dưỡng có quay lại cái viên đấy dữ liệu không? Có. Ok, trên website là có nhé. Website và YouTube này là hai cái thông tin nó hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng mà có thể lượng thông tin nó sẽ khác nhau nhé. Ở trên YouTube thì chúng ta sẽ là gần như nó là một cái nhật ký sản xuất. Anh chị sẽ biết những cái quy trình sản xuất như thế nào trên đó. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Và nếu mà được thì anh Hải, mỗi lần quay đến sản phẩm anh Hải có thể lướt qua cái website ấy, bằng màn hình ấy, để cho mọi người xem quy trình sản xuất, vì nhiều người có thể không vào được website ấy. Nhá anh Hải nhé. Ok, rồi xin chào tạm biệt anh chị. Chúc anh Bá thật nhiều niềm vui với sản phẩm này nhá.